Chị Hương à, vào cái hôm mà công bố di chúc á, buổi chiều hôm đó thì anh Nhân với là anh Nghĩa có gặp nhau. Sau đó thì hai người có tranh cãi, rồi có đánh nhau. Bởi vì anh Nghĩa biết anh Nhân chính là người đã nhốt bà Sáu, cho nên bà mới phải leo dây để thoát ra và té. Nhưng mà không ngờ lúc đó Quốc, trợ lý của Nhân, xuất hiện và can ngăn, nên Nhân đã xô Quốc té, chấn thương. Bây giờ thì tình hình của Quốc cũng đã qua khỏi nguy hiểm rồi. Chỉ có điều là Quốc đã thông đồng với Nhân để vu khống anh Nghĩa, kiện anh Nghĩa đánh Quốc gây thương tích. Bây giờ thì anh Nghĩa đang bị bắt và tạm giam để chờ điều tra khởi tố. Tại sao lại như vậy được? Chồng của Hương nham hiểm, xấu xa dữ lắm, chứ không có như Hương nghĩ đâu. Tại vì lúc đó đường vắng, với lại chỉ có ba người thôi, nên bây giờ không có cách nào để minh oan cho anh Nghĩa hết. Hương ơi, tụi anh gọi Hương tới đây á, bởi vì bây giờ chỉ còn có Hương mới giúp được thằng Nghĩa thôi. Liệu có hiểu lầm gì ở đây không? Tuy trước đây anh Nhân hay phạm lỗi, nhưng mà anh cũng đã cố gắng thay đổi nhiều rồi mà. Bản chất của hắn vốn xấu xa, ngay từ trước khi hắn cưới chị nữa kìa. Hắn không hề thay đổi, mà chỉ đóng kịch cho chị coi thôi. Nếu mà chị không tin á, chị cứ làm theo kế hoạch của em đi. Gài bẫy tên Quốc thì chị sẽ biết được là anh Nhân có hại anh Nghĩa hay không. Em biết là chị đang nghĩ gì, vì dù sao anh ta cũng là cha của con chị. Nhưng mà giờ việc này thì chị đừng lo. Em nghĩ là Nhân chắc chắn sẽ thoát được thôi, bởi vì Quốc sẽ không bao giờ kiện Nhân đâu. Chị Hương, chị có thể cứu anh Nghĩa được không? Đúng đó Hương, người làm sai là thằng Nhân. Được, tôi cũng muốn biết được lời của mọi người nói là đúng hay không. Anh Nhân kêu tôi tới đây nói với anh. Bên công an họ nói sự thật là anh Nghĩa không có hành hung anh, anh Nhân mới là người lỡ tay xô té anh. Mà hiện tại anh Nhân đang bận gặp đối tác, không đến đây liền được, nên anh gọi gấp về cho tôi, kêu tôi tới đây gặp anh. Ủa, sao anh Nhân lại thay đổi ý định? Không phải anh nói là phải kiện anh Nghĩa đi tù sao? Vì là có nhân chứng đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhìn thấy anh Nghĩa và anh Nhân đánh nhau. Còn anh đã vô can họ, cho nên bị anh Nhân xô té, chấn thương. Vậy thì tôi phải gọi điện để mà nói sự thật. Nói dối là tôi bị chấn thương đầu óc, mụ mị nhầm lẫn, nếu không sẽ bị rắc rối, bị anh Nghĩa kiện ngược lại về tội vu khống nữa. Có một cô là vợ của cậu vào thăm cậu Quốc. Anh Nhân gọi cho tôi. Alo, em nghe nè anh Nhân. Hương đến gặp cậu rồi chưa? Dạ rồi. Không được nói bất cứ điều gì với cậu, nghe rõ chưa? Ủa sao lại như vậy anh? Ủa chị Hương, ủa sao kỳ vậy anh? Chị Hương nói là anh kêu chị vô đây mà. Cậu nói cái gì? Chị Hương nói với em là đã tìm được nhân chứng. Cậu bị bắt bẫy rồi. Hương bỏ đi, chứng tỏ là không cần cậu gọi lên công an. Cậu đã ghi âm hay là quay lén lại rồi? Em xin lỗi, tại vì chỉ là vợ của anh nên em mới tưởng. Em không ngờ chị Hương lại gài bẫy em như vậy. Cậu gọi liền báo với công an là do cậu chấn thương nên cậu nhớ nhầm, giờ không truy cứu nữa. Tất cả mọi chuyện còn lại để tôi lên công an trình bày sau. Dạ em biết rồi, em biết rồi. Không ngờ cổ gì thằng Nghĩa mà đi gài bẫy mình. Thank you.
Hương gọi. Nghe lẹ đi. Alo, sao rồi Hương? Đúng là anh Nhân hãm hại anh Nghĩa. Tôi cũng không muốn cha của con tôi tiếp tục làm sai nữa. Tôi sẽ gửi đoạn ghi âm thú tội của tên Quốc cho anh. Cảm ơn Hương nha. Thưởng thức cuộc đời 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình 901, xem lại độc quyền trên THVLI.